Dán siêu xe các bạn, mòn các bạn. Một bộ các bạn sẽ nhận được là như này. Cái dòng Pro 3 này thì nó cắt trước cho chúng ta, và một số dòng khác thì chúng ta phải cắt, tự cắt. Đây, 4 miếng hai bên này, một cái găng tay và mấy cái miếng dùng để có tẩm cồn, dùng để lau sạch giày, và một cái tuýp keo. Mình sẽ dán, thời gian tới mình sẽ về cái mặt hàng này nhé. Các bạn đặt mã thì các bạn inbox, nó rơi về tầm 80, hơn 80 gì đấy. Đây, theo đúng kỹ thuật thì là xé cái bao tay này ra, nhưng mà thực sự các bạn, mình khoái là không dùng bao tay hơn, nó thật hơn. Nhưng mà, và mình cũng không phải là người khéo tay, vì vậy đây chỉ là video minh họa thôi các bạn nhé. Có 6 hoa tay tưởng có lộc, nhưng mà mãi chẳng thấy lộc ở đâu. Cẩn thận đeo bao tay vào lại, nó ngượng tay hơn là đằng khác. Thôi mình bỏ bao tay nhé, vì thực sự là chưa bao giờ đeo bao tay cả, vì vậy làm sợ nó ngượng quá. Xé cái này ra các bạn này, xé ra, nó sẽ có một cái khăn, nó tẩm sẵn cồn cho các bạn trong đó rồi. Các bạn bóc ra, đây. Sau đó các bạn vệ sinh đi. Đây, nó tẩm sẵn cồn. Sau đó các bạn vệ sinh những cái chỗ này đi, cái chỗ các bạn dán ấy. Đấy, cứ vệ sinh cho nó. Cái này thì nó bay nhanh, nhoằng cái là nó khô thôi, không phải bận tâm gì cả. Đấy, vệ sinh sạch đi. Đi siêu xe thì các bạn nhớ là hôm trời mưa về thì nhớ là phơi nó lên các bạn nhé. Đặc biệt những cái dòng siêu xe của Đát này thì mình có một cái trải nghiệm là với những người mà có cái mồ hôi muối nhiều ấy, thì các bạn về tốt nhất là xả qua nước sau đó phơi lên, không rất dễ là bị bục bục giặc. Con này có hiện tượng chưa? Cũng là chưa thấy hiện tượng đấy. Còn con siêu xe của mình thì rách hết ở đây rồi. Sướng thì sướng thật, nhưng mà tiền tốn thì nhiều, sướng thì sướng thật, nhưng mà cũng phải dùng đúng từ là sót thì sót thật. Của đống tiền mà cứ thỉnh thoảng không có việc làm, ngồi ngắm em nó sót ngang đứt ruột. Mình không phải là người khéo tay, vì vậy đây chỉ là video minh họa các bạn nhé. Không lại bảo làm xong lại bảo xấu mới đẹp, làm xấu như ma, cuối cùng còn làm mẫu. Thì cái này các bạn mua về các bạn tự dán, đôi khi nó cũng xấu như mình ý. Trừ khi những người rất khéo tay. Đấy, đây các bạn, bắt đầu dán nhá. Cái nhỏ này bóc ra các bạn, trụi bằng tay này. Rồi ok, ướm vào. Cái này nó có thể thụt thò một chút, vì nó cắt cho cả cái mẫu Pro 3, và chúng ta biết giày của chúng ta thì có rất nhiều size, vì vậy là nó có thể thụt thò một chút các bạn nhé. Chứ không phải là nó vừa khít thì khịt. Đấy, xong một bên. Rồi, nghiết xuống. Nốt bên nữa là hết các bạn. Đơn giản đâu, chúng ta đã dán xong. Tiếp theo là chúng ta đổ keo này vào. Này đổ ngoài. Biết ở sườn xuống. Chỗ thừa thì tí nữa chúng ta lấy đồ chúng ta lau đi là ok. Và gần như dưới đáy thì nó không quá quan trọng về vấn đề thừa thiếu. Nửa tiếng đến 4-5 phút nó mới khô các bạn nhé. Xong thì các bạn gác lên một chỗ, để cái chiều như này này, đừng để nó chạm vào cái gì. Đó, ok. Đây, các bạn nhìn này, chỗ này nó có cái dấu của cái hãng sản xuất cho cái đế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ta đổ lốt bên này là xong. Rất dễ dàng và chúng ta đều có thể tự làm được. Có thể là người nào khéo tay thì thẩm mỹ nó đẹp hơn thôi.
Con này ngày xưa là mình mua 3,7 triệu, bây giờ thì không biết giá bao nhiêu, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào màu sắc các bạn. Nhiều anh em có điều kiện khá giả thì mix hai màu với nhau thì nó bá cháy hơn.